Trần Nhân Tông đã ba lần đánh thắng Buôn Nguyên Mông cùng với tướng Trần Đạo, và bà ông đã nhường ngôi cho con mình đó là Trần Nhân Tông để ông lên đặt chức Thái Thượng Hoàng, và ông lại đến cái vùng núi Yên Tĩnh này để tu. Tương truyền rằng là khi mà ông đến đây đó thì có rất là nhiều cung tần mỹ nữ ngăn cản, không muốn cho vua đi tu, và quyết tâm của vua, cho nên là các cung tần mỹ nữ này cũng quyết tâm theo ông, và đã đến đây thì nhảy xuống một cái vực để tội phẩm, coi như là thể hiện sự trung thủy, lòng son sắc với đức vua. Cho nên cái suối đó, cái vực đó người ta gọi là suối Giải Oan, là vực Giải Oan, và nơi đó là thành ngôi chùa, đó chùa Giải Oan nằm trong cái khuôn viên của danh thắng Yên Tử này. Và có những video clip trước thì Đức Quốc Trần tôi đã có chia sẻ với quý vị về quá trình mở rộng đạo cõi của về phương Nam của nước Đại Việt chúng ta. Khi đó thì đây là cái vùng núi nằm trong cánh cung Đông Triều, và cái đỉnh núi Yên Tử là đỉnh núi cao nhất, cao khoảng 2000m trên mặt biển. Chính vì thế Thái Thượng Hoàng và Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chọn cái biển này để làm cái nơi tu niệm của mình và phát triển ra cái phái thiền, cũng như cái phái sự rộng rực rỡ của tiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Thưa quý vị, về phái thiền thì đã được du nhập lâu mà được các vị vua đầu tiên đã nhập vào, có công rất nhiều để phát triển cái thiền này. Tuy nhiên đến giai đoạn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì ông đã phát triển cái thiền này một cách rực rỡ nhất. Chính vì thế đây là cái nơi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã vô để tu niệm và phát triển cái thiền này, gọi là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, là thái thiền hình thành trong rừng trúc và ông địa danh là Lâm Yên Tử. Chính vì thế người ta có câu là trăm năm tích đức tu hành chưa đi yên tử chưa thành quả tu. Mình nên ngay bây giờ sẽ mời quý vị với Đức Phước Trần tu, chúng ta sẽ vào một núi yên tử, danh thắng yên tử, để chúng ta sẽ đi hệ thống cáp treo tham quan cái núi yên tử trong tấm kinh Đông Triều này, cũng như là chúng ta sẽ lên đến mộ tháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và đặc biệt là chúng ta sẽ đến chùa Hoa Yên, chùa cổ với những cây cổ thụ, những cây hoa đại hay gọi là hoa châm ba hay là hoa sứ, thì nơi đây là nơi có mộ tháp Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thưa quý vị, bên tay phải chúng ta ở đây có một cái thiền viện, một thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử này là còn gọi là chùa Lân, là nơi mà đã phát triển cái thái thiền rực rỡ, và Phật Hoàng Trần Nhân Tông trở thành là vị vua đầu triều, gọi là Trúc Lâm Tam Tổ, gồm có Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Huyền Quang là Pháp Loa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào khu danh thắng Yên Tử nha quý vị. Thưa vị, cái khu này bây giờ được xây dựng lại khá là quy mô. Khi mà Đại tướng Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước thì được ông Phạm Nhật Vượng tặng cho 1.200 tỷ để phát triển cái khu danh thắng Yên Tử này. Chính vì thế là ở đây là nơi phát triển tất cả những khu mộ cũng như là thờ cúng của các vị vua nhà Trần. Thì thưa vị, là bây giờ cái giá vé chỗ đây rất là đắt ạ. Ngoài cái vé cọ phí tham quan là 40.000 đồng một người, rồi lại tốn thêm cái vé xe điện tới vô, tại vì chúng ta không thể nào đi bộ được, rất là xa thưa vị. Rồi sau đó chúng ta lại đi cáp treo nữa, cho nên là cái phí ở đây hiện tại bây giờ đang rất là nhiều phí. Bây giờ xin mời chúng ta sẽ bắt đầu lên xe điện để chúng ta vào trong. Mỗi xe điện như thế này chở được 10 người thế này.
Rồi bây giờ chúng ta cùng từ từ chúng ta đi vào hệ thống cáp treo để chúng ta lên
cáp treo một chặng, đó là chặng đầu tiên. Thưa quý vị, ở đây hệ thống cáp treo đây họ gồm có hai chặng, có thể nói như thế. Chặng đầu tiên thì chúng ta đi lên giai đoạn 1 đến chùa Hoa Yên. Giai đoạn 2 là từ chùa Hoa Yên đây chúng ta sẽ đi lên tới chùa Đồng. Đây là sơ đồ của nguyên cái khu du lịch danh thắng Yên Tử. Đây là lối lên chùa Giải Oan thưa quý vị, ngôi chùa mà nãy Đức Phổ Trần tôi có kịp nhắc, tức là nơi mà các cung tần mỹ nữ đã uyên sinh để thể hiện sự trinh tiết mình, hết lòng theo vua Trần Nhân Tông. Cabin chị ngồi có thể là 10 người, thưa quý vị 8 đến 10 người là ok.
là hệ thống ga mới nâng cấp. Mẹ cái móng sôi mẹ ít nhất sâu 4-5 mét.
5 mét chỉ thì vẹn rồi, không làm chứ làm nó trồng tiêu không? Răng, như chân răng. Cao bao nhiêu thì nó gần như gần tương đương. Mẹ chủ điện 500 kV mẹ sâu 4 mét chứ mấy đào xa đỉnh mình không biết. Mỗi trụ dài sâu 4 mét chứ mấy. Trời ơi, đội thắng giống đội gì không? Độ. Đấy, 4 mét thôi ông à. 4 mét là thì nó được cân bằng rồi. Ông làm như cầu cống bằng lực cân bằng rồi. Cái thằng cuối cái này không có nước. Thằng đầu có nước. Không thằng đầu cuối là chịu lực này. Bây giờ vô đây là nó đi bắn chạy. Đúng rồi cái này. Đi đó ngồi đây chơi hả em? Đúng rồi, không đi thì ngồi đây chờ. À rồi, bây giờ xin mời quý vị cùng bắt đầu leo núi ha, để chúng ta sẽ lên viếng chùa Hoa Yên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, ở bên tay phải màn hình đây là lối dành cho du khách đi bộ. Khi chưa có hệ thống cáp treo thì tất cả những du khách đến với núi Yên Tử, danh thắng Yên Tử, Yên Tử này thì đều phải đi bộ qua này thưa quý vị. Đây là chúng ta sẽ vượt một chặng đường và cao cấp này để lên khu tháp tổ, khu mộ tháp của vua Trần Nhân Tông. Rồi thưa quý vị, đây là khu chúng ta lên tới đây tạm gọi là đoạn 1. Chúng ta đến cái khu này là khu mộ tháp, gọi là Huệ Quang Kim Tháp, hay là khu tháp mộ cổ đây. Nơi đây là nơi mà Phật Hoàng Nhân Tông đã đến đây từ bỏ ngai vàng của mình để ông đi tu. Và khi ông viên tịch mất thì thi hài của ông đã được hỏa táng. Sau khi hỏa táng thì có một phần tro cốt ông, xá lợi của ông đã được chôn cất tại đây, là mộ tháp chính, là cái mộ tháp cao ở trong, ở giữa cái khuôn viên này. Thì ở đây là Huệ Quang Kim Tháp, tức là ánh sáng và trí tuệ. Xung quanh đây là những cái mộ tháp của những người hầu cận cùng với ông, cũng như là những người mà Phật tử, những người chủ trì mất thì chôn cất đây. Và xin quý vị thấy xung quanh đây là những cái cây gọi là cây di sản, gồm ví dụ như cây đại hay là những cái cây đây, bởi vì những cái cây này là có tuổi thọ khoảng 700 năm, là cây di sản quý vị. Thì chúng ta vô trong mộ tháp chính nha. Chúng ta thấy là đây là mộ tháp chính và bên trong là có tượng của ông Đạo Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Dạ, quý vị thấy khu mộ tháp chính của ông thì xung quanh được bao tường, và khu mộ tháp này thì có 5 tầng thưa quý vị. Và bây giờ xin mời chúng ta sẽ đi tiếp tục ra phía sau để chúng ta đi lối lên nữa, chúng ta sẽ lên tới chùa Hoa Yên. Lại một lần leo bậc tam cấp nữa. Còn đây là cái khu mộ của những người hầu cận ông. Đây, quý vị, để lên chùa Yên chúng ta sẽ tiếp tục leo thêm một lần nữa. Rồi, chào mừng toàn thể quý vị đến với chùa Hoa Yên ạ. Đây là lối đi lên khu ga cấp treo 2 để chúng ta lên chùa Đồng quý vị. Qua bên cái ga cấp treo 2. Và cái lối sau này cũng là lối dẫn lên tới tượng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông bán thân. Còn ở đây là chùa Hoa Yên thưa quý vị, đây là điểm chính. Thưa quý vị, xung quanh đây là có những cây được gọi là cây di sản của tuổi thọ trên 700 năm. Quý vị đang thấy đây, cây này miền Nam gọi là cây hoa sứ, miền Bắc gọi là hoa chăm ba, xin lỗi, miền Trung gọi là hoa chăm ba, miền Bắc gọi là cây hoa đại. Quý vị sẽ cùng vô trong chánh điện của chùa Hoa Yên nha.
Thưa vị, chánh điện của chùa Hóa Yên thì cũng thờ Phật Tam Bảo, A Di Đà. Hai bên thì có thờ ông Thiện Nhân Ác, và hai bên nữa thì có thờ Đức Ông cũng như Tiền Hiền. Thưa vị, thưa quý vị, chùa Hóa Yên xưa là chùa Vân Yên, dân gian gọi là chùa Cả hay là chùa Chính, chùa Yên Tử, từng có gác chuông, đầu trống, nhà tăng cũng như là pháp đường. Đây là nơi tu hành thành đạo truyền thừa của các tổ thiền Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy cũng biết là vào thời Trần thì có quốc sư Đạo Viên, Đạo Đăng hay là thiền sư Tiêu Diêu, Huệ Tuệ, Điều Ngự Giác Hoàng cùng pháp lo với Hiền Quang kế thừa và phát triển dòng thiền Yên Tử lập nên bởi thiền phái Trúc Lâm với tinh thần là nhập thế và hộ quốc an dân. Vào thời Lê thì có thiền sư Chân Trú hay Chân Nguyên, người có công chấn hưng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Vua Lê Thánh Tông, tức là vị vua mà trị vì năm 1442, mất năm 1497, thì đổi tên chùa thành chùa Hóa Yên và được trùng tu từ năm 2002 dưới cái nền bảo tồn móng của thời Trần, quý vị, từ năm 2002 tới bây giờ. Và thưa vị, theo các dòng tổ truyền của thiền viện Yên Tử thì bắt đầu từ Hiền Quang, ông năm 1220, thì qua từ năm 1220 trở đi thì có những cái vị như là Đạo Viên nè, Tiêu Diêu, Đại Đăng, Huệ Tuệ. Rồi từ năm 1299 đến năm 1334 thì có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Hiền Quang, Pháp Loa. Đó là đây là cái giai đoạn mà gọi là rực rỡ nhất của thiền phái thiền thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Từ năm 1334 đến năm 1400 thì có Phù Vân, An Tâm, Võ Trúc, Võ Trước, thưa vị. Từ năm 1400 trở đi thì có Quốc Nhất, Viên Minh, Đạo Huệ, rồi Tống Trì, Viên Ngộ hay là Khuê Khám, Sơn Đăng, Hương Sơn, Trí Dung, Tuệ Quang, Chân Trú và Vô Phiên. Thì đó là những cái vị mà được thuộc các dòng tổ của thiền viện Yên Tử. Thưa quý vị, đây là công trình mà Đức Phổ Trần tôi có nhắc vào
đoạn đầu của video này. Đây là công trình mà của tập đoàn Vingroup đã cúng tiến để làm cái chương trình, cái công trình vĩ đại này. Rất là rộng lớn thưa quý vị. Và dự kiến là cuối năm 2018 này sẽ hoàn tất. Rồi và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với Đức Trần tôi chúng ta sẽ trở xuống nha. Thưa quý vị, khi chúng ta leo lên ở cái lối cổng hồi nãy để đi viếng khu tháp tổ thì bây giờ chúng ta xuống là xuống cặp thông với chùa Hoa Yên. Bên tay trái từ ngoài đứng vào chúng ta có một cái lối xuống để xuống lại hệ thống cáp treo và chúng ta xuống lại dưới chân núi. Con kia mày dắt tay mẹ mày. Thì người dân người ta có bán những cái thực phẩm, những các cái sản vật của địa phương quý vị. Những cây chủ yếu là thuốc nam. Ở đây có cây gỗ, cây cù lần. Gỗ cây cù lần này rất là tốt để cầm máu. Khi mà bị đứt tay chân có máu thì nhổ cái lông này đắp vào và sẽ cầm vết máu lại và rất mau lành vết thương. Đây là trà lam đặc sản của Yên Tử. Chị nào muốn mua đặc sản Yên Tử trà lam. Sâm đất sâm đá đi, quảng cáo sâm đất sâm đá chỉ Yên Tử mới có thôi. Đó, sâm đất. Mát cho gan nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Cầm máu và mau lành vết thương. Xong là mình lại phun rượu vào cái đấy để được mấy năm luôn liền đấy. Cứ để vậy xong phun rượu vào thôi, một phun rượu cho. Cái đó cũng quý lắm á, đó rất quý. Trăm năm tích đức tu hành, chưa đi Yên Tử chưa thành quả tu. Bây giờ mình tu là Mô Phật. Đi chùa mà sao các thí chủ xâm si dữ vậy? Rồi chúng ta trở lại với cái gà cáp treo thưa quý vị. Và từ đây chúng ta đi cáp treo trở lại xuống núi. Chào em nha.
Đây là cái hệ thống cấp treo cũ thưa quý vị, nhưng mà đang được nâng cấp trở lại và họ đang chạy thử, vận hành thử. Ra này cảm giác hơn là vẫn vô nhỉ? Bận ra họ sẽ chạy hai chặng về xe điện để họ ghé lại chặng giữa này cho du khách có thể đi một vòng để tham quan và mua sắm đặc sản địa phương. Thì đi bộ lên 3 phút đi xuống nửa tiếng. Nhưng mà lên mới thấy cái tượng Phật đâu nhỉ. Cháu đổi ý rồi. Mua măng tặng mẹ đi. Đúng không? Cháu đổi ý rồi. Đó về đến nhà được không cha? Tốt nhất là đi không nên sách được về. Sách gì mua ở nhà? Đây. Thực ra ở mình cái gì chả có. Có cái gì để quà. Kính tâm.
đây chúng ta lên lần xe điện thứ hai để chúng ta ra bãi xe. Họ ngăn ra như thế. Dạ. Rồi, xin tạm biệt chia tay với vườn quốc gia Yên Tử cũng như là danh thắng là núi Yên Tử nha. Thank you.